lần đầu rửa xe cho em đó, lần đầu tắm. Nó như tám mươi mấy nữa. Xe này đẹp không anh? Anh thấy con xe này như nào? Có gì? Cái này lấy 3 chân quay à? Quay cho rửa xe làm gì? Quay xe chủ yếu quay người đâu. Con này xe mới có hơn 60. Tại nó rửa lần đầu đây, quái kỷ niệm thôi. Lần đầu tiên đi mang đi rửa. Hai anh em đi với nhau 10 ngày mà mình tắm mấy lần rồi nọ chứ được tắm lần nào. Ông 10 ngày hôm qua ông mới nhà đây mà. Được sao? Anh em nó tôi đâu. Nó đi ở ngoài kia vào đây 10 ngày nó bắt được. Rồi, giờ ra cuối rồi rửa bánh này. Vương mẹ cái này. Đẩy đi. À, xe bình thường thì lấy có 20 ngàn thôi, cái này lấy 100 ngàn. Nguyên
Vừa chủ xe vừa tờ rượt xe luôn. Ba người biết mặt được. Con ăn rửa lên thế này rồi đó. Bây giờ trận này cũng còn không được, không còn nữa. Lầu gì á? Có ai nướng? Lò lên thơm. Bye bye. Ngồi lên xe ra luôn đi. Beep.
lắm rồi đây à. Ôi. Lấy xe. Phải đấy. Mấy mình nhớ rồi. Mấy mình nghe nhỉ? 3 mình rồi.